Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex. Tôi xin được chia sẻ đến nhà đầu tư những giá trị mà bản thân tôi là những người đứng ra chia sẻ trên thị trường này phải chứng minh cho mọi nhà đầu tư theo dõi, nhìn nhận về các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Nhà đầu tư nên nhớ rằng khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, tất cả mọi giá trị kiến thức ở trên thị trường ai cũng có thể nói rằng họ vận dụng được vào trong thị trường giao dịch Forex, họ có thể gì nhỉ? Giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này, nhưng có một thực tế chỉ ra rằng để mà gì nhỉ? Chứng minh những giá trị này trên thị trường thì các bạn sẽ thấy rằng ngoài website đào tạo Forex ra, ngoài bản thân tôi là Trần Quốc Minh ra, không một ai dám chứng minh những giá trị này đến nhà đầu tư. Vậy thì nhà đầu tư thử nghĩ rằng những giá trị kiến thức không được chứng minh bằng chính những giao dịch ở trên thị trường Forex này, vậy thì liệu các bạn có vận dụng được vào trong thực tế hay không? Đây chính là điều mà nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được khi mà gì nhỉ, tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex. Nhà đầu tư phải hiểu rằng bất kỳ một ai trên thị trường giao dịch Forex phải thấy rằng gì nhỉ, thước đo giá trị ở trên thị trường của từng trader một đó chính là gì nhỉ, các tài khoản giao dịch của bản thân họ và những gì nhỉ, lệnh giao dịch trực tiếp ở trên thị trường, để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị này trên thị trường. Ai cũng có thể nói thần thánh bản thân mình giao dịch thế này thế kia, ai cũng có thể nói gì nhỉ, bản thân chúng nó có thể gì nhỉ, kiếm được ra bao nhiêu lợi nhuận, nhưng đã bao giờ bản thân chính nhà đầu tư thấy được những cái giá trị mà gì nhỉ, kèm theo lời nói của chính những người mà các bạn đang tìm hiểu, các bạn đang nhìn nhận và các bạn đang đánh giá ở trên thị trường giao dịch Forex này. Họ cho các bạn xem được rõ là những cả quá trình mà gì trong suốt thời gian dài liên tục họ chứng minh cho các bạn thấy rằng họ có thể tạo được ra lợi nhuận, hoặc những kiến thức của họ được vận dụng vào trong thực tế, hay các bạn chỉ thấy một thứ duy nhất ở trên thị trường này là gì nhỉ, lên phân tích vớ va vớ vẩn xu hướng thế này thế nọ, hoặc là nhỉ buy ăn bao nhiêu bíp hay thế kia ăn bao nhiêu bíp, nhưng chúng ta không bao giờ thấy thực tế rằng họ đang kiếm được ra bao nhiêu tiền bằng chính những giao dịch livestream trực tiếp của bản thân họ, bằng trên chính những tài khoản của bản thân họ trên thị trường này. Đó mới là điều mà gì nhỉ, mọi nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá. Tôi mong muốn rằng những gì mà tôi chia sẻ, những gì mà tôi truyền đạt cho nhà đầu tư có thể thấy rõ được cả một cái quá trình phát triển này ở trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Đây là gì nhỉ? Đây là livestream của bản thân tôi được phát trực tiếp đây, và gì nhỉ, tôi sẽ viết ra những cái video ở này trên thị trường để gửi vào trong website của bản thân tôi để up lên đây. Đây là một mục gì nhỉ, nói về chia sẻ về tất cả về thị trường giao dịch Forex, về hướng dẫn cho nhà đầu tư thấy rõ được các giá trị tài khoản ở trên thị trường, hướng dẫn cho nhà đầu tư xem về tài khoản. Và mục này chính là mục gì nhỉ, các góc khuất ở trên thị trường giao dịch Forex, không một nơi nào dám chứng minh cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị này ngoại trừ website đào tạo Forex của bản thân chúng tôi. Chúng tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi chia sẻ, những giá trị chúng tôi truyền tải, nhà đầu tư có thể thấy rõ được những điều này. Và đây là mục gì nhỉ, tôi livestream ở trên YouTube, rồi gì nhỉ, tôi livestream ở trên Facebook, ở trên thị trường. Tôi sẽ lấy video về và tôi sẽ gì nhỉ, bắt đầu viết cho cái mục này để gửi đến nhà đầu tư với những giá trị mong muốn rằng nhà đầu tư phải cả quá trình luyện tập trên thị trường. Rồi đây là một mục mình tìm hiểu về thị trường và giao dịch Forex. Tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi minh chứng cho nhà đầu tư có thể thấy và hiểu được rõ những vấn đề này. Và đây là một mục gì nhỉ, cứu lệnh trên tài khoản cho nhà khách hàng, và thì nhà khách hàng phải đồng ý tôi mới có dám up tài khoản lên đây để cho nhà đầu tư cùng theo dõi nhận định. Và một mục nữa đây là sàn Forex và IB. Đây là những giá trị mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận thấy. Rất là nhiều người đã bị sàn Forex và IB thuốc cho đến tan ra bại sản trên thị trường. Chẳng có cái gì được gọi là đơn giản, chẳng có cái gì được gọi là dễ trên thị trường này. Đây là mục robot bán robot ở trên thị trường, về những khóa học về bán robot cho nhà đầu tư, tôi chia sẻ để nhà đầu tư hiểu rõ về những vấn đề này trên thị trường, với mong muốn rằng hỗ trợ được cho nhà đầu tư trên con đường mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Đây là tài khoản của bản thân tôi trên thị trường, tôi chia sẻ nhà đầu tư với những giá trị tôi minh chứng để nhà đầu tư có thể nhìn nhận, với để nhà đầu tư có thể đánh giá, và gì nhỉ, mong muốn rằng nhà đầu tư hãy đi chậm lại để mà nhỉ, nhìn nhận cho rõ vấn đề, tìm hiểu cho đúng cặn kẽ tất cả các gốc rễ trên thị trường trước khi các bạn quyết định tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Bất kỳ ai trên thị trường này các bạn đều phải thấy rõ được những giá trị chúng tôi chia sẻ, phải cho các bạn thấy rõ được những giá trị giao dịch live và tài khoản của bản thân họ, và các bạn có thể tìm hiểu
về những giá trị này trực tiếp ở tại website đào tạo Forex của bản thân chúng tôi. Website đào tạo Forex và tôi là Trần Quốc Minh xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc các bạn giao dịch thành công trên thị trường.